Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tập tô màu một chiếc áo phông để mặc hàng ngày các bạn nhé. Mình chọn màu xanh lá cây để mình tô nha. Tiếp theo ở bên trong cái áo để mình tô bằng màu vàng nhé. Trước khi tô màu vàng thì mình sẽ điểm xuyết bởi những cái hình tròn. Màu gì nhỉ? Màu xanh. Ôi trời. Trời. Đúng rồi. Mình trang trí cho cái áo đẹp hơn nhé. Đó, tiếp theo là mình sẽ tô màu vàng này. Chị áo phông mình thường mà mặc vào thời tiết như thế nào nhỉ? Mùa đông hả? Mặc áo phông vào mùa đông cộc tay hả? Không. Không. Mùa hè mà cộc tay được. Mùa mặc thêm được. Đó, một chiếc áo phông rất là xinh, sáng lắm nào. Để bức tranh đẹp hơn thì mình sẽ tô thêm màu nền cho bức tranh nữa. Mình sử dụng một màu tím để mình tô thêm màu nền nữa. Bây giờ là con tô tô chứ. Các bạn ơi, mình đang gần hoàn thiện xong bức tranh rồi. Các bạn đã hoàn thiện xong chưa? Và các bạn đã tô màu cho bức tranh của bạn màu gì đấy? Các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình biết được màu sắc mà các bạn chọn để tô màu cho chiếc áo phông này các bạn nhé. Lần trước thì mình cũng đã có các hướng dẫn các bạn tô màu chiếc áo phông này, nhưng đấy mình đã hướng dẫn các bạn tô màu đen luôn, đúng không? Một chiếc áo phông màu đen giống như chiếc áo mình đang mặc đấy. Thay lời của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và theo dõi kênh của mình nhé. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang bài tập mới tô màu cho một những cái đồ vật nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.